Sau một khoảng thời gian sử dụng iPhone 15 Pro Max thì đây là những điểm mà tôi thích và không thích về em nó. Nếu như mấy ông cũng dùng iPhone 15 Pro Max thì xem hết video xem có giống không nha. Còn nếu như chưa thì cũng xem hết video luôn. Coi như đây là một cái video tham khảo trước khi mấy ông lên đời hoặc là quyết định mua iPhone 15 Pro Max ha. Intro. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Thì đầu tiên đó chính là cái khung viền Titan của tôi nè. Có chỗ nó bị móp rồi có người còn bị trầy xước nữa. Là Titan bền dữ chưa? Điểm trừ là về phần thiết kế, sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó gặp vấn đề mà tôi mới vừa nói đó, đau đớn. Nên tôi cũng muốn củng cố lại một chút là khung viền của iPhone 15 Pro Max vẫn là bị nhôm và được phủ lớp titanium lên thôi, chứ không hoàn toàn là 100% titanium đâu nha. Nói rõ cho mấy ông biết chứ không là mấy ông tới bắt đền thì sao. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ cái khung viền được phủ titanium này mà em iPhone 15 Pro Max nhẹ hơn hẳn, được cái này thì mất cái kia. Thứ hai đó chính là về pin. Mặc dù là sở hữu dung lượng pin 4441 mAh, được so sánh với lại iPhone 14 Pro Max là xài trâu hơn, dùng đã hơn, nhưng mà cá nhân tôi thấy thì pin của iPhone 15 Pro Max nó xem với lại iPhone 14 Pro Max thôi, không có quá nổi bật hay là trâu như mọi người nghĩ đâu. Thời gian on screen lý tưởng của em này, mặc dù sử dụng nhiều tốc độ trong ngày hay là thường xuyên dùng 4G á, thì on screen cũng tầm 6 tiếng hoặc hơn chút xíu là dữ lắm rồi. Còn cái lỗi nữa khi mới sử dụng em iPhone 15 Pro Max này đó chính là cái lỗi nóng pin. Nhưng mà mấy ông yên tâm, cái lỗi này đã được fix ở trên iOS 17.0.3 rồi. Nãy giờ nói về những cái điểm cản trở hơi nhiều, cho nên là bây giờ nói về những cái ưu điểm đi ha. Thì em iPhone 15 Pro Max này có một cái tính năng mới rất là hay mà tôi cũng rất là tò mò, đó chính là khả năng quay video ở dạng lock. Bình thường thì mình chỉ có thể quay chế độ lock bằng máy cơ hoặc là các máy quay phim chuyên dụng thôi, nhưng mà Apple lại đem cái tính năng này vào iPhone 15 Pro Max làm cho người dùng như tôi cực kỳ khoái luôn. Nhưng mà nếu anh em cũng thích quay lock chúng tôi á, thì phải trang bị theo cái ổ cứng ngoài ha, vì dung lượng cho một cái video quay dạng lock cũng khá là lớn và tốn chỗ á. Một điểm nữa cũng rất là thú vị đó chính là về hiệu năng. Là hiệu năng á, được trang bị chip A17 Pro mới nhất, xịn nhất. Tính tới điểm hiện tại, tôi có test hiệu năng của iPhone 15 Pro Max với lại Galaxy Impact cùng với Max Setting á, thì không hề bị quá nóng máy khi mà chơi trong thời gian dài đâu ha. Mặc dù là ở những cái đời iPhone trước á, vẫn có thể chơi Galaxy Impact một cách thoải mái được, nhưng mà về độ ổn định về FPS á, thì không có qua được em iPhone 15 Pro Max này đâu. Còn mấy ông, em thấy sao về những điểm tôi thích và không thích của em iPhone 15 Pro Max này? Có gặp chúng tôi không thì nhớ comment nha. Và cái đó nhớ like, share, subscribe YouTube của Minh Tuấn Mobile. Tôi là Yud. Bye bye.